cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc bộ giáo dục đào tạo vừa có công văn về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016. Theo đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2016 được tổ chức vào các ngày 6, 7 và 8 tháng 1 năm 2016. Phạm vi nội dung thi sẽ theo chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2016 tiếp tục tổ chức thi nói của thí sinh đối với các môn ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn vật lý, hóa học, sinh học. Các hội đồng coi thi tổ chức 3 ngày thi, thời gian bắt đầu làm bài là 8 giờ sáng.